Chào các bạn đến với kênh vlog người Long An, sống người Long An. Đây, hôm nay bữa tối bánh xèo còn hết sảy luôn, bánh xèo nhà làm các bạn. Mình chấm với nước mắm này các bạn, có rau này, cuốn rau mà ngon đó các bạn. Đây mình chấm với chiếc nước mắm này, mắm nhà làm luôn. Ừ, ngon lành. Nhá vậy cũng ngon lành luôn. Cho chồng với không em mình xé miếng ăn gì mới đã nè. Đó thật không nè, ghế thật ghế luôn, hai cái quấn vào nhau. Có thật chung á, có chật chung á, nó cách đâu vậy? Thì nó cách đây coi đây, không biết phẩm cái cây được trồng bướm cho từ ngày nay cây nó sống thì chết rồi nữa. Chứ cái này cũng đây, mời các bạn. Ba hết cái rưỡi ra. Ừ. Thêm à. Nóng tợt rồi mà, dở. Chưa nấu cơm mà. Quá nấu cơm không? Hồi nấu cơm ăn thịt hoa tàu. Ừ. Có thịt hoa tàu không? Có, chưa nấu cơm. Sớm nhầm ăn thịt hoa tàu của mẹ hết ráo rồi. Trời ơi, tắm dừa lên cho mẹ. Hai ruột mỡ rồi mà. Mẹ ăn rồi. Bao giờ chứ con nước mẹ. Mẹ không? Bao giờ? Dạ. Không. Sao vậy? Nhà. Ừ. Nó lỡ nó mẹ mai về. Về cái gì? Về chơi. Nó muốn dắt rồi mới về chứ đâu có về cái ừ. Không? Nó về cái sáng rồi cũng ngủ được. Rồi á? Muốn dắt rồi về... Cầm đi hát buổi sáng, buổi sáng này. Hôm trước buổi trưa em về vậy đó. Hôm nay đi hái cái trưa về dưới chưa được rồi. Ừ. Thì ngày mai. Bữa nay, bữa tại bữa, bữa nay thì không có hái. Không có ai đâu. Bữa nay đi của mình trồng hay đi nha. Ừ. Đâu có gửi nữa được. Có. Có. Bữa nay gửi không được, tại vì tiền không đi nè, mà buổi sáng không đi nữa. Nếu mà anh đi hả? Ừ. Cái này chơi đóng gì chơi Minh Năm rồi. Trời sớm tầm về là anh chị Tư kia về á, Tư còn dưới chặt anh Tư, Tư lập nhà dùm phụ cho chị mấy chị mấy á, anh Tư á, từ từ gì vậy, ăn đi, ngon rồi. Cái tay nè, cái đồ này để
hết rồi. Nó quen mộng. Giận hết chồng rồi. Giận hết có chồng rồi. Chứ nhiều lắm ăn quá luôn anh. Nó xèo á. Nó xèo nhiều quá mà ăn cái gì không đủ. Vậy thì thôi chứ ăn không hết thì á. Như đông mâm không đủ hả? Cái nước mắm quá. Dạ chào. Cái ăn hết thêm đi. Tôi vẫn là chồng chứ nó tốt không vậy? Nói khai cho coi hả? Ừ. Mua quần áo quá trời nè. Duyên à, mở nó chứ không có. Vậy tôi, đi, đến. Ây da. Ăn với chồng đi, còn nhiều nè. Ăn cái gì đó là chạy rồi. Mặn lắm cơm không? Ây da. Mặn có cơm không? Có thịt kho phải không? Có bụng không á? Có. Có một cách à. Nó phải ăn nha. Thôi xin chào các bạn nhé, hẹn lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Hưng Vlog. Nhớ đăng ký kênh Hưng nha các bạn. Hẹn các bạn.
dẹp nha. Ừ. Dẹp cái trong nè. Cho dẹp đi. Thấy ghét không?